Sau đây là những thông tin mới cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh và cả nước trong ngày hôm nay. Tại Ninh Bình theo thông tin từ Sở Y tế, ngày hôm nay 14 tháng 4 trên địa bàn tỉnh không có ca bệnh xác định mới, 3 trường hợp nghi ngờ được cách ly mới, không trường hợp nào được điều tra và lấy mẫu. Toàn tỉnh hiện còn cách ly và giám sát 150 trường hợp. Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh hiện vẫn đang được kiểm soát rất tốt. Tại Việt Nam, bản tin 18 giờ của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, ghi nhận thêm 16 ca mắc COVID-19 mới đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 14 tháng 4, Việt Nam có tổng cộng 1.570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 910 ca. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa Bệnh, tổng số ca bệnh được điều trị khỏi là 2.445 ca.